Hôm nay lại một món tiếp được dây thắt lưng nữa. Anh em chịu khó theo dõi nha. Ai mà chưa có dây thắt lưng hàng cấp phát của lính Mỹ giá lao động thì theo dõi like nha. Giá rẻ bèo. Tiếp cái dây này màu đen nè. Bản này là 3 phân nha nhé. Dây này chống thấm hàng cấp phát của lính Mỹ nha. Cái con này thì đầu nó là xi màu đen ha. Xi màu đen này. Em đo chiều dài nha. Dài dây của nó là 102. Chốt chùm em là 150. Mã 79. 150.000 ha. Tiếp con này thì màu trắng. Anh em nhìn cái đầu này, em lạng qua lạng lại để anh em nhìn thấy rõ nha. Dây này cũng chống thấm và tất cả là đều 3 phân hết anh em. Ở đằng sau này. Dây dày. Dài dây 106. Chốt cho em là 150 mã 78. 150.000 mã 78. Dây này thì màu xanh nhạt. Đầu của nó là màu vàng quạc rồi nha. Nói chung là không phải quạc nhưng mà nó cũng không có đều màu. Cái này gọi là nó xi mã vàng vàng đồng, màu vàng đồng. Rồi dài dây là có 96 à, 150 mã 92. Bao hàng cấp phát cho em nha. Con này gần giống như màu xám à, màu ghi. Nhưng mà nó hơi cà phê sữa một chút. Dài dây có 90 à. Dài dây có 90 à. Em bao hàng cấp phát nha. Chốt 150 mã 85. Con này chỉ có con này là 2 phân rưỡi thôi này. Con này chỉ có 2 phân rưỡi và con này hơi bị vip nha. Em không cần nói lên nhưng mà con này hơi bị vip luôn nha. Anh em nhìn cái dòng chữ ở dưới là cái hãng sản xuất. Dây này chỉ có 2 phân rưỡi nha anh em. Đầu vàng hết vàng. Dài dây là 100, chốt cho em 200.000 mã 91. Dây này là màu ô liu. Màu ô liu đều 3 phân hết, đầu quạc hết rồi nha. Anh em để ý giùm em, đầu quạc hết rồi nha. Dài dây là 98, 150.000 mã 75. Dám tra cái đầu nhìn thấy được cái gì đó mày. Đấy. Đẹp tuyệt vời nha anh em. Dây này màu đen tuyền. Màu đen tuyền. Dài dây 106. Chốt giùm em con này 150 mã 73 à 77. Mã 77. Cái dây này là màu vàng cát. Màu vàng cát. 150 mã 93, em đo chiều dài nha. Dài dây là 116. 150 nha anh em, mã 93. Dây này màu xanh đen. Hơi bị đẹp luôn. Đấy, hơi bị đẹp luôn. Còn cái đầu này. Chốt giùm em con này 150 mã 86. Khoan, em chưa đo chiều dài không ta. Con này dài dây có 90 à. Cái này dây màu trắng anh em này. Dây màu trắng mà cái đầu không có đẹp. Cái đầu này không có đẹp. Đầu này anh em chà thoải mái. Chà nó ra màu trắng này này. Chà thoải mái nha. Dài dây là 98. Chốt cho em 150 mà 84. Đều dây 3 phân hết nha anh em. Đều dây 3 phân hết nha. Cái đầu này và cái đuôi này. Rồi dài dây là 94, chốt cho em 150 mã 82. Con này màu xanh đen. Con này màu xanh đen. Cái này em đánh thoải mái nha. Đánh thoải mái. Nó là một lớp xi màu vàng này nhưng mà nó ra màu trắng như thế này này. Đánh là nó ra. Dài dây là 94 ạ.
150 mà 81 đồng giá 150.000 hết. Có cái dây này màu hơi xấu, dây này như kiểu nó bị mốc, nhưng về anh em giặt cái là đẹp trai à. Này như kiểu nó dính bột trít đấy, nhưng mà em không biết nữa. Rồi dây dài 102, cái đầu này anh em nhìn cái đầu này, đầu này đẹp mà, đầu này quá đẹp này, hãng sản xuất này. Rồi 150 mã 80. Màu vàng cát nha anh em, màu vàng cát nha. Cái màu này có cái màu nó trắng mà như kiểu như chì á. Nó trắng mà trắng đen ở trong á. Cái màu này nói chung là mấy cái loại em bán giá lâu đồng này em không có test nha. Test chẳng hạn như đồng khối rồi đồng trắng, đồng vàng, nói chung mình test để nó phân loại mã si gì gì đó. Dài 112 cái này em không có test, bán xô gọi là bán giá lao động không có ấy nữa. 190.000 mã 87. Tiếp con này xanh ô liu này. Ở đây cái đầu nó hơi tọc tọc, hơi trật trật rồi nha. Dài dây là 96, 150 mã 88. 150.000 mã 88. Con này đầu đen, đít đen. Đen hoàn toàn đen. Đầu đẹp nha. 150 mã 87, dây dài là 108. Mã 87, dây dài 108. Con này là đầu vàng này, dây xanh xanh đen, dài dây 106, 150 mã 90, đẹp nha. 150 mã 90. Con này đầu màu trắng này. Cái này là nó bị táp cái gì nó đỏ đỏ một chút này. Không, nó đỏ đỏ một chút. Dây này dài 110, nhưng mà em thấy cái dây này nó bền thì bền thịt, nhưng mà nhìn nó không có mới nữa, có mấy vết dơ này. 150 mã 89. Dây này thì bao mới mà đẹp, đen tuyền. Cái đầu này như kiểu bằng nhôm ha. Cái này thì anh em chà thoải mái. Dài dây 108, 150 mã 76. Một dây cuối cùng. Cái đầu này thì đẹp. Rồi 150 mã 83. Dài dây 102, 150 mã 83. Hết rồi. Em cảm ơn tất cả anh chị em và chúc mọi người một đêm an lành ha. Hy vọng ngày mai em mình lại gặp nhau. Bữa nay là mùng mấy rồi anh em? Gần tới 10 ngày rồi. Mới đầu tháng 10, bây giờ là 10 ngày rồi. 10 ngày là tới 15 ngày và 15 là tới 30 ngày. Thời gian nó như ăn cướp. Anh em có tính toán cái gì cần làm là nghĩ là quyết liền nhé. Đừng có chần chừ nhé. Thời gian bây giờ nó không chờ mình đâu. Mình mà chờ mà đánh đo vô dự là nó hết thời gian hết. Rồi em cảm ơn và chúc mọi người một đêm an lành. Bye.